Ông đặt thề rồi, bỏ mẹ này. Này gì há hổng. Ta da. Được rồi. Sẽ bị mít ạ. Này thì ngựa này. Ai farm đâu chữ rip cho đó. Ai mà farm. Mẹ tôi không giữ rip mà rip vô tới chậu rồi đó. Ấy trời ơi sang quá. Sang quá. Man phai đẹp nhỉ. Cấu qua đây nó miếng máu. Sako bây giờ không lên AB nữa, các bạn biết vì sao không? Cái E của nó là sát thương vật lý. Bạn không cần, bạn không có lên. Nó lên giáp là ông E đâu thấm đâu. Cái E của bây giờ là sát thương vật lý à. Không phải là sát thương phép nữa. Những ngọt ngào xưa nay cũng chia là kia nữa. Giá như anh là nghe. Keep silent, keep silent. Silent, 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 silent. Just a little bit closer. An
Vay lần này vay đi top gặp đúng thánh dây rồi. Vay gặp dây thì vỡ mồm. Không ngóc đầu lên được đâu. Đông sao lạnh bớt con tim, nhưng ngọt ngào xưa nay cũng chỉ là kỷ niệm. Giá như anh lặng im. Này, mày ngon mày đập tao luôn đi này. Đẹp chưa bức cướp được bãi rừng nào của nó nha. Chơi không mày? Rio mà đi thua Nasus.
cầm cái rìu chuối quá. Rồi tìm bằng ở bằng chậu luôn. Má nó quái vật quá. Nó lên tăng không. Lên giáp trước mới cay. Còn 180 mấy quy rồi mà nó dậy nữa. Team mình vật lý nhiều nó dễ ăn hết team mình lắm. Mà mình sẽ lên cái này. Nó mà trâu quá thì mình sẽ lên cái này. Trâu quá thì lên cái đấy. Châu thì mình sẽ có cách chơi với những thằng châu bò. Team này có gan có xanh này nó cũng khỏe quá. Má vật lý ông hết riêu rồi ông không biết chơi. Má con đấy nó còn chưa ulti nữa hả trời. Đây nó chưa ulti mà nó giết thằng cheat luôn trời. Cheat đâu có yếu đâu. Ủi là giao điện trước. Trời ơi lòng mình tưởng bở mình bay vô mình sọc nó như thạch vậy đó. Cuối cùng nó chưa xài ulti. Đẹp. Mà mình tưởng bở thiệt chứ. Rồi ăn cái trụ đó đi. Ông lên đồ gà quá. Ném E vào trụ anh. Anh trụ đi. Chạy được cứt. Tính một solo 2 hả? Tim nó tí khỏe mới liền đấy.
trên 3 đấy. Dây này có E đâm phép. À thằng này AB quên. Bên nó manfi khỏe. Nhiều quá khỏe quá. À, mày lấy cái dạ kiếm kìa. Team nó vậy nó trâu, tí về sau nó trâu vãi. Căng nhỉ. Về lay team nó trâu vãi. W. Trời ơi, W sớm sớm đi. Bắn ulti xong người ta W liền đi. Má thanh niên không nào. Cầm Ezri đi với, cầm Ezri đi với Nasus mà phế á. Đẹp. Buồn quá buồn thanh niên luôn. Giờ mình xanh thì mày làm gì? Cả team mình phế. Hay, dây hay đó. Ra Saco bây giờ bị nép nhiều quá nhỉ. Quên không ăn sứ giả ta.
chết cậu mới đi. Hay lắm. Easy rồi, win này. Ngọt ngào xưa nay cũng chỉ là kế nè. Dài không nghe là nghe. Không thoát được, tí ta độc mày luôn. Gáy đi. Đúng cái tim băng mà ngồi gáy. Sắp mặt lìn này gáy. Chết này gà thế. Để đâu rồi ta? Gì chứ nó về cái độ đẩy trụ phá nhà thì ăn chùm. Để cái quy lại sao đít dính mình kìa. Nó tính farm rip, nó tính farm lính á. Để quy lại sao đít dính mình luôn, mình sợ luôn là trời á. Ủa AD nó ghê chứ trời. Hai, lắc hai. Ấn mặt mẹ ăn hết thường ad riêu ăn hết không được lắc đâu. Xỏ là mỏ mày liền đấy. Ăn xong rồng chạy qua solo baron luôn.
đẹp mà nó tông luôn kìa. Phát đẹp mà nó tông tôi luôn kìa. Sao cô solo Baron dễ là tại nó có cái bóng nè. Nó có cái bóng chặn đam xong con này. Với lại nó có cái nội tạng đánh sau lưng, nó đứng đây là đâm lén của Baron liên tục luôn. Giờ mới thể là AD cho xỏ một xỏ là chết này. Rừng nó anh còn đập chết đi, nó chỉ là chú. Con mọt bài nó khỏe quá. 300 giáp. Chưa kịp sợ chết thằng này nữa. Sao cô lên đồ này đánh BK mạnh hơn là lên đồ kia. Lên đồ kiểu chí mạng rồi riêng bắn xa. BK không lại đồ này đâu. Đồ này solo khỏe. Lên đồ mà đồ rừng đam này, riêng bắn xa thiếu tốc đánh đấy. Solo không lại, còn lên đồ này mới còn tăng đập luôn. Ta không được đi mít ta.